Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc. Mấy ngày hôm nay thì mình đang được trải nghiệm rất là nhiều những mẫu máy khác nhau của MSI. Và mình thấy rằng là năm nay laptop của MSI được đầu tư hơn rất là nhiều so với cả những phiên bản tiền nhiệm, cả về mặt thiết kế bên ngoài cho đến chất lượng hoàn thiện đến từ bên trong. Tất cả nó đều được nâng cấp hơn một level mới. Thực ra công bằng mà nói thì không chỉ riêng laptop của MSI đâu, mà rất là nhiều hãng năm nay cũng đầu tư hơn rất là nhiều vào chất lượng hoàn thiện của sản phẩm và cả thiết kế nữa. Nhìn chúng nó đều có một cái chất rất là riêng và trông rất là lạ. Và chắc chắn là ở trên kênh Thinkview thì mình sẽ gửi đến anh em những sản phẩm hot nhất trong năm 2021 nha. Nên là anh em hãy subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một sản phẩm thú vị nào. Và hôm nay sẽ là một chiếc máy như vậy. Đây là chiếc MSI GL76 Pulse. Thì khác với cả mọi năm, những sản phẩm của MSI đơn thuần là tạo ra một chiếc máy và bán ra thị trường. Chúng đơn thuần là một chiếc laptop gaming thuần túy, không có bất kỳ một điều gì đặc biệt cả. Nó chỉ đơn thuần là một chiếc máy mua về để chơi game, để làm việc mà thôi. Điểm khác biệt của năm này đó là MSI đã đầu tư hơn rất là nhiều vào thông điệp của từng phiên bản, từng sản phẩm, để từ đó tạo ra một chiếc máy có một thiết kế đồng nhất ra phía bên ngoài. Ví dụ như là chiếc MSI GL76 Pulse này đi, nó được lấy cảm hứng từ những chiến binh đến từ tương lai. Và thiết kế lớp vỏ của nó cũng tựa như là một cái bộ giáp vậy. Nó có những đường cắt chéo mỏng đan xen lẫn nhau, nó như là những mô đun robot ghép nối vào với nhau vậy. Hay là bên trong, những cái lớp họa tiết texture phay xước chéo nhìn cứ như là giáp chắn ấy nhở. Và những đường cắt chéo nó cũng được thấy ngay ở phần hốc tản nhiệt phía sau. Phần hốc tản nhiệt bây giờ nó cũng được thiết kế trông nó trau chuốt hơn và nó cá tính hơn. Hai hốc ở hai bên làm rất là đồng nhất, kết hợp với cả lớp sơn bạc và logo mạ, nó tạo một cảm giác rất là chắc chắn. Rõ ràng là thiết kế năm nay đã có chất hơn rất là nhiều so với cả kiểu thiết kế đen đỏ thuần túy trước kia, đúng không? Còn về chất lượng build thì gần như nó không có điều gì cần phải phàn nàn về bộ khung của MSI GL76 Pulse cả. Nó chắc chắn, khung màn hình được làm bằng kim loại này, khung bản lề cũng được làm bằng kim loại. Còn khung máy ở phía dưới được làm từ nhựa và được phủ một lớp nhám nó rất là vừa, sờ vào rất là thích tay mà nó cũng không quá là bám bụi bẩn hay là mồ hôi, dấu vân tay. Về màn hình thì đây là phiên bản 17 inch, game nó cũng đã và nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều khi mà chúng ta chơi game trên kích thước 15 inch. Và 17 inch nó cũng không phải là quá to, anh em chơi game FPS ấy thì mức này là rất là chuẩn này. Và đặc biệt đó chính là nó có tần số quét 144Hz, từ đó đem lại những lợi thế nhất định khi mà chúng ta chơi game, hoặc đơn giản là nhìn nó mướt mắt hơn, nó không bị khó chịu. Còn về chất lượng hiển thị của chiếc màn hình này thì nó ở mức ổn, độ phân giải Full HD, độ bao phủ màu tốt, tương phản sâu và sai lệch màu cũng khá là ít nữa. Còn về bàn phím thì mới nghe qua có vẻ là chưa được hài lòng lắm, bởi vì nó không còn được kết hợp với cả SteelSeries như là thế trước nữa, mà thay vào đó là một hệ thống bàn phím nhà làm. Nó chỉ có LED một vùng và vài hiệu ứng Mystic Light đơn giản. Dù vậy thì về cảm giác sử dụng tổng thể thì mình vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Trải nghiệm của nó thiên về cảm giác sâu đầm thay vì nhanh nhạy như là SteelSeries. Nó vừa phù hợp để chơi game, vừa để gõ văn bản dài hơi cũng cảm thấy rất là thoải mái. Có chăng là cái phần phím mũi tên năm nay nó lại làm hơi nhỏ lại, nên là nhiều lúc mình vẫn cảm thấy chưa ưng lắm bởi vì nó dễ bám bụi bẩn quá. Touch bar thì mình nghĩ rằng là MSI cần phải cải thiện hơn nữa. Nó hơi nhỏ so với cả kích thước tổng thể, nó rít, mặt phủ nhựa bóng nên là gì nó cũng không được sướng tay cho lắm. Dù sao thì đây là laptop gaming mà, vậy nên thì anh em có quan trọng về touch bar hay không thì anh em cần phải cân nhắc thật kỹ nha. Về cấu hình thì MSI GL76 Pulse nó là một cái dòng máy cận cao cấp có mức giá lên đến là trên 40 triệu rồi, cụ thể là 42 triệu. Vậy nên cái cấu hình bên trong của nó cũng rất là mạnh mẽ. Nó sử dụng dòng card RAM Nvidia GeForce RTX 30606G đi kèm với CPU Intel Core i7-11800H8 x 16 luồng, 512GB SSD và 16GB RAM. Chơi game Ray Tracing hoàn toàn ok khi mà chơi game chế độ phân giải là Full HD. Và càng ngày thì mình càng cảm thấy rằng game tracing càng ngon. Nhân RT Core bây giờ nó cũng đã lên đến phiên bản thứ 2 rồi, vậy nên thì những hiệu ứng dò tia nó đã chuẩn hơn, nó đã có nhiều game hỗ trợ hơn. Kết hợp với cả nhân Tensor Core với công nghệ DLSS 2.0, nó sẽ giúp cải thiện FPS hơn rất là nhiều. Và từ nãy giờ thì mình đang chơi Cyberpunk 2077 cho anh em xem. Đây là mình đang chơi ở mức medium nhá. Bật Ray Tracing lên này, rồi bật cả DLSS 2.0 nữa này, FPS của nó vẫn rất là ổn, đúng không? Và đây là một mức hoàn toàn ổn để chơi cái tựa game nó không tối ưu này. Vậy nên thì RTX 3060, sức mạnh của nó là rất là thoải mái để cho anh em có thể chơi được những cái tựa game khủng có Ray Tracing. Còn về CPU i7-11800H8 x 16 luồng cũng chẳng phải dạng vừa, chơi game hay là làm việc thì nó vẫn cần được tất. Chỉ lưu ý với cả anh em rằng là nếu như anh em bung toàn bộ cái đống hiệu năng siêu khủng này ra ấy, thì chiếc máy này nó sẽ rất là nóng và nó sẽ tỏa ra trên bề mặt chơi game, lúc đó nó sẽ hơi khó chịu đấy. Vậy nên thì tùy từng tựa game khác nhau, anh em hãy điều chỉnh công suất điện làm sao cho nó phù hợp trong phần mềm MSI Center nhé.
Mà nhắc đến phần mềm thì mình thấy rằng là năm nay thiết kế của nó cũng được thay đổi rất là nhiều đúng không? Nó tối giản hơn, bo góc hơn, nó trực quan hơn và mình có thể dễ dàng sử dụng ngay từ những cái thao tác đầu tiên. Còn về kết nối thì chiếc máy này nó có cả C lẫn A, HDMI này, nhưng mà nó lại chưa có cổng Thunderbolt 4. Còn bên trong của nó sẽ có hai khe RAM có thể nâng cấp tối đa lên đến 64GB này, có hai ổ SSD NVMe và một ổ SATA. Rất là thoải mái để cho anh em thể sử dụng về lâu về dài, nâng cấp tẹt ga. Cuối cùng là về pin thì MSI GL76 Pulse nó sở hữu dung lượng là 53Wh, với thời gian sử dụng với những tác vụ thông thường vào khoảng là 4 tiếng, hơn 4 tiếng một chút, và khoảng là 4 tiếng rưỡi gì đấy. Một mức chấp nhận được. Có được một thời lượng pin ổn như này đó chính là nhờ công nghệ Nvidia Optimus. Nó sẽ chuyển qua sử dụng card đồ họa tích hợp khi mà anh em không chơi game nặng. Khi mà anh em chỉ lướt web mà thôi thì nó sẽ chỉ sử dụng card đồ họa tích hợp mà thôi và không đụng đến card đồ họa rời, nên là nó sẽ bảo toàn dung lượng pin. Ok, và đó chính là chiếc MSI GL76 Pulse. Năm nay thì mình phải thừa nhận một điều rằng là chiếc máy này nó là một chiếc máy có một thiết kế nó rất là đẹp, mặt lưng ở phía sau trông rất là ấn tượng, khiên chắn, mạ các thứ trông rất là ấn tượng, một thiết kế đẹp cũng như là về chất lượng hoàn thiện rất là cao cấp. Cấu hình siêu khủng này và màn hình 144Hz đem lại cho anh em những cái trải nghiệm chơi game là rất là đã, không có điều gì cần phải bàn cãi về chiếc máy này. Và mức giá của nó cũng khá là cao, lên đến là 42 triệu. Thì với mức giá này, mình thấy rằng là các hãng cũng đã đầu tư hơn rất là nhiều vào những công nghệ đặc biệt rồi. Bản thân chiếc máy này nó chỉ là một chiếc laptop vật lý bình thường mà thôi. Nó chỉ là một chiếc laptop gaming cơ bản mà thôi. Không có quá nhiều những yếu tố đặc biệt, ví dụ như đèn LED matrix ở phía sau, rồi hốc tản nhiệt ở phía sau, có đèn viền chạy quanh. Nói chung là chiếc máy này nó không có những cái công nghệ đặc biệt gì, cũng không có màn hình 2K 165Hz gì cả. Đó. Vậy nên thì nếu như anh em đang tìm kiếm một cái sản phẩm nó đặc biệt ấy ở ngoài kia, nó đang có một vài những option để cho anh em có thể lựa chọn và cân nhắc. Còn nếu như anh em đơn thuần là chỉ muốn một chiếc laptop gaming cơ bản, một chiếc laptop vật lý cơ bản để mà sử dụng, cơ bản, đơn giản, ấn tượng một chút, thì MSI GL76 Pulse nó là một chiếc laptop rất là đáng để cân nhắc. Ok, anh em nghĩ sao về chiếc máy này, hãy cùng comment phía dưới nha. Và hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.